Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumi cha cha ra. Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawata. Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya Manchampamatanthana. Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Ikmani ban chan sĩ khá bạch hạ ni sa tu căng ca toa ngọc ba ma đề na ni cha ca lăng sa ma rắc kỳ ta băng. Chư Phật tử sau khi thì tam quy và ngũ giới người ta bảo rồi phải ráng mới giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À, ma phạn tê, dạ chúng con xin vâng. Sile các chúng sanh sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơn. Xa thức lành thai. Un ta mang ghi na quan đề hăng pa đa phan sung văn ta mang bùn thế vô kha lý tu đô so bù thô kha ma tu tăng ma mong. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghê na quan đề hăng thẩm minh cha đưa vị thắng và răng thẩm mê vô ca li tô đô xô thẩm mô ca ma tu tăng ma mong. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Can tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghê na quan đề hăng sẵn thanh cha đưa vị thốn ta mang sẵn khê vô kha li tô đô xô sẵn khô kha ma tu tăng mà mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Can tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài trí đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con để tròn đủ được phước báo. Và con kính dâng biết đến ngài Nam Mô Bụt Thầy nhé. Sirat mình mê bụt ta sẽ thu sở rì bụt tô cho đặc khi nè hoa mạng xê mộc gà la nô bụt ra tô bí đặc kát tế dân bạch chí mê mà mạ nành đô kỳ nà sá hoa cha tôn lý xà sá mạnh tàm. Lô kà bà la chí in đá đê hoa sạp lầm bá kai tê sang ngà nú pa vê nà sạp bê phá giao bạch đá hoa nê ca anh tá ra gia bì vi nà sanh tu hát xê. Xạ tu Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt Xá Lợi Phất, vai trái Kiền Liên Hầu. Trước mặt là Tam Tạng, sau lưng A Nan Chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạn Thiên, do lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sô a thà lát thô su kỳ tổ kỳ rù nó hô bồ tát xà thà nê a rô vô su kỳ tổ hôi xà hạ xà bế nhà tiếp vị xà a thà lát tham.
Phiên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thức lành thay. Yang thim chi ku sa lang cam mang ca tap bang thi li yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa thi da se su ca tang ye san ta san ni no an thi che ya san ta a san ni no khan tang punya ca lang mai han sam pe pa ki ca wan tu te ye tăng ca tăng su vi ti tăng din năng phun na ca lăng ma ya ye cha tan tha na cha nan ti de wa gan to ni ve da yum sam pe lo kham hi ye san ta chi wan ta ra he tu ca man yun năng phu cha năng sam pe la van tu ma ma che ta sa ti. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu tự ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều. Chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyên thuận tránh khỏi nạn tai, chúng sanh đường hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nô nhá thi đằng hầu tứ sức khi ta hồn tứ nhà tại vô. Y đằng nô nhá thi đằng hầu tứ sức khi ta hồn tứ nhà tại vô. Y đằng nô nhá thi đằng hầu tứ sức khi ta hồn tứ nhà tại vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc hiện tiện, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đăng quát tê mê phùn như năng, đà sa quát khát gia quát hằng hồn tước. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, quý bà quý cô tu nữ, thầy kinh, quý sư, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm thiên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên ngự ở mười muôn triệu thế giới xa bà, vua trời Đế Thích Diêm Vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chia phần phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô quần nhân ni ban na sa bát cha yo hầu tướng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xà thức lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài Trí Đức, con kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân thầy, và nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Dạ thưa, bây giờ dạ thưa con đã thấy thầy kinh đã vào lớp rồi, bây giờ cũng là đến giờ học vi diệu pháp của thầy kinh, con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô tha sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam phu tha sa. Nam mô tha sa pha ga wa tu Arahato sammasambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Brahma chaloka thibati sampati katan chaliyanti varang ayajata san Thasantham Parajang Khajadika Desetu Thammang Anukam Pimang Pachang Santham Maphelin Vinayam Chathayam Suntan Chabantham Abhitam Achammang Akutayanto Chatusan Chadandam Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, vẫn nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ phàm từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giám vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hẳn còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, mắt đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí đi vẹn toàn. Chúng con thành kính kinh thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mít đến thầy. Nam mô Bụt. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ, kính lễ Sư Tư Đức, xin chào tất cả quý vị. À, hôm nay ta tiếp tục học về thập nhị nhân duyên ha. Thì trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ Sammāsambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādhayami Swakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namāmi Sammāsambuddhaṃ Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namāmi Sammāsambuddhaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. À, Nam mô A di Đà Phật. À, kính thưa quý vị, mai gia đình được tiếp tục vậy ha, đọc Pali trước, sau đó là thỉnh một vị lên đọc bài tuần trước. À, chúng ta đi vào buổi học hôm nay. À, xin kính mời tất cả. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài hôm nay ạ. Đoạn 3 tác
tha ta vô ách tha đọa đa sằng gà ni quỳ sa ta ca ra ti sanh thi cha tu sằng khệ bồ tỳ ni quắc ta ni đuệ mù là ni cha huệ đi tập bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm bốn nhóm, ba sự liên hệ, bốn phân hạng, ba vòng quanh và hai nhân. Ca thằng a quýt cha sang kha ra a ti tô a tha cha ti cha ra ma ra nang a na ga tô a tha mạch chê a tha bắt chúc bành nê a tha ti ta vô a tha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Avijja Sankhara Vijnanang Nama Rupang Salayatanang Phatso Vedana Tanha Upadanang Phavo Chati Chara Maranati Đoà đa sẵn gà ni sô ca đi qua cha năng ba nét tha nít sàn đa pha la ni đắc sa năng. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh danh sắc lục căn xúc thọ ái thủ hữu sanh lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc xong. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh bốt bài. Con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con nhường mic cho dì kế tiếp ạ. Ô ô ba giá Nam mô Tham ma giá Nam mô Sang kha giá. Con kính lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài trong đạo tràng. Dạ. Đoạn 4. Cà sằng khà ra na ba tha u pa na pa bi ga hi ta pha hoàn ti thần hùng u pa na ga ha nề na cha a quýt trà sằng kha cha cha ra ma ra na ca ha nề na cha quỳnh nhà nà đi pha la bành cha ca mề qua hi ta ti cắt tòa. Nơi đây kể cả vô minh và hành thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng khi đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati tề hề ta vô bành cha y đà ni pha la bành cha cẳng y đà ni hề ta vô bành cha à gia tình pha la bành cha cẳng ti quỳ sát tà cà ra ti sành thi cha tu sẵn khề bà cha pha hoàn tích. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh bốt bài. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào thầy Kim. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài đoạn 5. Avijja Tanh Hu Pa Da Na Chắc Kỳ lệ sau quát tăng khâm ma pha hoa sang kha tô pha quê ca đề sô sang kha và cha khâm ma quát tăng u pha phát ti pha hoa sang kha tô pha quê ca đề sô a hoa xê sa cha quý pha ca quát tăng ti ti ni quát tà ni a quýt cha tành hà quát xê na bê mù la ni cha về đi tắp bà ni
ba luân chuyển là một, vô minh, ái và thủ, thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá hóa hữu, được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện. Trong hiện tại, phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu, được biết là kiếp sống mới, ô pháp pháp tí phá hóa, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân một. Tê sát mê quá cha mù la năng ni rô thê na ni rút cha tí cha ra ma ra na mút cha ya pi li ta na ma phình ha sô a sa hoa năng sa mút pa đa a quýt cha cha pa quát ta tí. Hai, quát ta ma bành tha mít chê quăng tê phu ma ca ma na đi căng pa tích cha sa mút pa đô tí bát tha bê si ma hà mu ni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt. Vô minh xuất phát từ những nhiễm mô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng tối râm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sinh. Dạ, con đã đọc bài xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ sư trí đức, kính chào thầy Kim, kính chào các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 3. Tát tha ta yo áp tha đoà đá sàn gà ní vì sát tắc ta ca ra thí sàn thí chát tú sàn khề bồ tì ní quát tà ní đề mù lăng ní chá quê đoà bí tá phà bà ní. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách, chia làm bốn nhóm, ba sự liên hệ, bốn phân hạng, ba vòng quanh và hai nhân. Các thần avicca sankhara atito attha cha tí chá ra marana anagato attha macche attha pacchuppanne attha tí ta yo attha. Như thế nào, vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tấm chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Avicca sankhara viññāna nāmarūpaṃ salayatana passo vedana taṇhā upādāna pavo cāti cāra maraṇam tī dvā dasaṃya ni soka divacana panettha nis sandapala nidassana. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn, ta tháng, vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc xong, kính tri ân sư trí đức, tri ân thầy kinh, kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin xin mất cả, xin nhìn vị kế tiếp. Dạ, nguyên như con xin kính đảnh lễ nhạy duy đức, con xin kính lễ thầy kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc bài ạ. Đoạn 4. Avicca sankha raggahane nabanethatan hu bà đà na phá hòa bigahita phá hoành tí tá thà tần hu bà đà na phá quát gá ha nề na chá á quýt chà sàng khà ra chà tí chá ra má rá nắc cá ha nề
na cha vinyana di phala ban cha ka me wa hati tan ti cat toa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy khi đề cập tới ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he ta vô bành cha ý đà ni phá lá bành cha căng ý đà ni hề tá vô bành cha à giá tình phá lá bành cha cành tí sát tà cà ra tí sành thí cha tu sằng khề bà cha phá hoành tí. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ, con đã đọc xong. Con xin kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã post bài. Con xin kính tri ân thầy Kinh. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính lãnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và thầy Kinh và đạo tràng. Con xin phép được đọc tiếp. Đoạn 5. Avijja tăng tăng hu ba đà na cha khi lệ sa văn tăng cầm ma phá quá sang kha tu phát về các đề su sang kha ra cha khắp ma cầm ma văn tăng úp pa pa úp pa quá sang kha tu phát về các đề su a quá se sa cha úp pa ka văn tăng ti ti ni văn ta ni a quýt cha tăng hà quá xì na đề mù là ni cha về đít tắp bà ni. Ba luân chuyển là một vô minh ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm, hai một phần của sự trở thành pha quá hủ được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại, pha quá là vòng quanh quận của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới, Upapattippawa, là phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ải dục phải được hiểu là hai nhân. Một, te samme vaccha mula nang nirothena niruddhati charana mara muccaya pilitana mafi phin hasu asa wa nang samupada avicca cha pa vattati hai vat ta ma pan tha mit che wang te phu ma kha ma na di khang patti cha samupado ti patta pe si ma maha muni. Tóm lược, bằng cách tập diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt, vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ, con kính tri ân quý sư và thầy Kinh và đạo tràng. Con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính đảnh lễ sư trí thức, và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính đảnh lễ thầy Kinh, và con kính chào đạo tràng, và cảm ơn đạo tràng đã cho mình từ biết và âm thanh rõ, và cảm ơn Sis Ngơ Nhật Quỳnh đã post bài học. Con xin đọc bài học hôm nay. B. Đoạn 3. Tất thá tá dô át thà đùa
ta sàn gà ni vi sát ta cà ra ti sàn thi ca tu sàn khề bồ tì ni vất ta ni đuề mù là ni cháu về đi tóc bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, hai phương cách, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng Avijja Sankhara Atito Attha Chattira Maranang Anagato Attha Mitche Attha Bhak Kupanne Atha Titayo Atha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Avijja Sankhara Vinyanang Namarupang Salayatanang Phaso Vedana Tanha Upadanang Pavo Chatichara Maranan Tidodas Tito Tidoda Sangha Nisoka Divachanang Banetha Nisan Da Phalami Dasanang. Vô minh, hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh lão và tử là 12 chi, những danh từ sâu muộn, tán thán vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ Bình Từ xin mời đạo tràng lên đọc bài tiếp ạ. Nam mô Tha giá. Con kính chào thầy kinh cùng quý đạo hữu. Con xin được đọc bài ạ. Xin chị Nhật Huyền cho em bài ạ. Quy cha sanh kha ra kha ha ne na pa ne tha ta tan hu pa da na pha wa pi ga hi ta pha quan ti ta tha thành upadana pa pha qua gà hạ nề na cha awi cha sanh khara cha ti cha ra ma ra ma gà hệ nề na cha quỳnh nhà đi phà la pành cha ca mê qua gà hi tam ti ca tòa. Alo, 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 đạo tràng có nghe con đọc không ạ? Alo, con đọc to rồi ạ, con mở hết mic rồi đấy ạ. Dạ, con xin đọc tiếp ạ. Nơi đây đề cập đến vô minh và hành, thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh lão bệnh lão và tử thì năm hậu quả cùng với loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati hề qua hề ta gồ ta vô bành cha ý đà ni phà la bành cha tàng ý đà ni hề ta vô bành cha an gia tình quý sa ta ca ra ti sa
thi cha tu sanh khê pa cha pha pha hoàn tí như có một năm nhân thuộc về quá khứ và 2 năm quả trong hiện tại, 3 năm nhân trong hiện tại, 4 năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạ. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con có sai, con kính sư và thầy sửa cho con ạ. Con kính cảm ơn quý đạo hữu và kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và đạo tràng nghe âm thanh Nhật Quỳnh có rõ không? Và sao không biết tại máy Nhật Quỳnh hay sao Nhật Quỳnh nghe Thanh Hoàng đọc lúc rõ lúc không? Và cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng chư Trung Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ con không thấy có vị nào đưa tay nên con xin phép được đọc bài. Và nếu Nhật Quỳnh đọc bài xong thì mời Châu Nguyễn nha và mời đạo tràng nha. Dạ Nhật Quỳnh vừa đọc vừa post ra để Châu Nguyễn lấy tài liệu. Đọc năm Avicca tạnh hữu và đà na cha chi lệ sa quát tăng cầm ma pha qua sanh khả tơ pha huệ ca đệ sơ sanh khả ra chắc cầm ma quát tăng uba ba ti pha qua sanh khả tơ pha huệ đắc kệ ca đệ sơ avicca sa cha quy ba ca quát tành ti tỳ ni quát tà ni a quy cha tành hà quá xề na đề mù là ni chắc về đi tắp bà ni ba luân chuyển là một vô minh ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm, hai một phần của sự trở thành phá quá hữu. Được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại phá quá là vòng quanh của nghiệp, ba một phần của sự trở thành hữu. Được biết là kiếp sống với Upapati phá quá và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, tê sám mê trăm mù là năng ni rô thê na hi rút cha tích cha ra ma ra na mua cha gia phi ri tàn Nama pin haso a sakwa nang samup ba da awit cha chapa wat tatik hai wat tama man tamit che wang te phu makamana di kang patik cha samup ba do ti bat ha ve si maha munik. Dạ, đọc sai rồi. Maha Muni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt,
Vô minh xuất phát từ những nhiễm ô, tăng trưởng sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Hiền trí đã giải thích tình trạng tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Nam mô Bích Tha giá, dạ con đã đọc hết đoạn 5, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Kính cảm ơn thầy kinh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, mời vị nào đưa bàn tay kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Con xin phép được đọc bài đoạn 3. Tát tha tá vô át tha đà đá sàng gà ni vì sát tà cà ra tí sành thế cha tú sành khề bồ tì ní quát tà ní đề mù là ní chá quề ní táp bà ní. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thần Avijja Sankhara Atito Attha Cha Tichara Maranam Anagato Attha Macche Attha Pachupanne Attha Titayo Attha. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Avijja Sankhara Vijnana Namaru Bang Sala Yatan Nang Phasuwe Dana Tanha Upada Nang Phawo Jati Chara Maranam Ti Đoà đá sang gà ní, sô gà, đi qua chân nàng bà nét thả, nít sàn, đá phá, lá ní đá xa nàng. Vô minh, hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn, ta tháng, vân vân là hậu quả của sanh. Dạ thưa con đã đọc xong, dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con lấy được bài xuống rồi đó cô, có ai đọc thì con sẽ post giùm cho cô. Sa thú, con cảm ơn cô ạ. Nam mô Bụt Tha giá, dạ không thấy vị nào đưa bàn tay nữa. Dạ, dạ kính thầy có trước máy không ạ? Dạ không còn vị nào đưa tay nữa. Thì kính mời thầy trở lại đạo tràng ạ. À. Dạ cảm ơn trong biển. Dạ thầy kinh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, nhờ Nhật Quỳnh không thấy vị nào đưa tay. Dạ kính mời thầy. Dạ kính nhân mít đến thầy ạ. À. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha. Rồi, sao thứ, sao thứ. Thì còn ai đóng nữa không? Alo.
Con có ai đọc không? À, chưa đọc nè. Cô Kim Nhung đọc chưa ta? Ủa rồi. Nancy cũng chưa đọc nè. Tâm Hạnh gì cũng chưa đọc nè. Cho nay nhiều người mắc cỡ quá. Rồi, ai đọc nữa không đọc nữa thì mời một vị lên đọc cái bài từng rồi nha. Ai không đọc thì mất phước ráng chịu. Rồi, mời quý vị. Dạ, con xin đọc bài của tuần vừa rồi ạ. Ba La Mã, thức duyên danh sắc, Huynh Nhà Na Bách Chế Già, Na Má Ru Bằng. Na Má là danh, Rupa là sắc. Danh và sắc là hai thành phần riêng biệt nhưng được sanh khởi từ thức. Danh, thọ tưởng hành đồng hiện khởi với thức. Thức có mặt thì danh có mặt. Bốn pháp này là bốn pháp bất khả phân ly, còn được gọi là tứ danh uẩn. Cõi vô sắc, thức duyên cho sanh, thức duyên cho danh. Cõi vô tưởng, thức duyên sắc. Cõi sắc giới và dục giới, thức duyên đủ cả danh và sắc. Thức duyên danh. 35 tâm sở có hai bi và tùy hỷ trong tâm quả sắc giới, phối hợp với các tâm quả hiệp thế nói chung, trừ đi 14 tâm sở bất thiện. Hai tâm quả quan sát vô nhân có 10 tâm sở, tức là 13 tâm sở tợ tha trừ đi cần, hỷ và dục. Tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. 1 cộng 2 gồm có 13 tâm sở tợ tha cộng với 20 có nghĩa là 25 tâm sở tịnh hạ trừ đi 3 giới phần trừ đi 2 vô lượng phần bằng 20 là 13 cộng với 20 bằng với 33. Tâm sở 3 cộng 4 gồm có 13 tức là 13 tâm sở tợ tha cộng với 19 tức là 25 tâm sở tịnh hảo trừ đi 3 giới phần trừ 2 vô lượng phần thì 13 cộng với 19 bằng 32 tâm sở. Tâm sở số 5 và số 6 là 12 tức là 13 tâm sở tợ tha trừ đi hỷ cộng với 20 tức là 25 tâm sở tịnh hảo trừ đi 3 giới phần trừ đi 2 vô lượng phần tức là 12 cộng với 20 bằng với 32 tâm sở. Số 7 và số 8, 12 có nghĩa là 13 tâm sở tợ tha trừ đi hỷ, cộng với 19 nghĩa là 25 tâm sở tịnh hảo trừ đi 3 giới phần, trừ đi 2 vô lượng phần, trừ đi trí bằng 31, tức là 12 cộng với 19 bằng 31 tâm sở. 9 tâm quả đáo đại. Sơ thiền thì 13 tâm sở tợ tha cộng với 22 tức là 25 tâm sở tịnh hảo trừ 3 giới phần. 13 cộng 22 bằng 35 tâm sở. Nhị thiền 12 trừ tầm cộng với 22 tức là 25 tâm sở tịnh hảo trừ 3 giới phần bằng 34 tâm sở. 12 cộng với 22 bằng 34 tâm sở. Tam thiền 11 trừ tầm trừ tứ cộng với 22 nghĩa là 25 tâm sở tịnh hảo trừ 3 giới phần, 11 cộng với 22 bằng 33 tâm sở. Tứ thiền 10 có nghĩa là 13 trừ tầm trừ tứ trừ hỷ cộng với 22 nghĩa là 25 tâm sở tịnh hảo trừ 3 giới phần, 10 cộng với 22 bằng 32 tâm sở. Ngũ thiền sắc giới và vô sắc giới 10 13 tâm sở tợ tha trừ tầm trừ tứ trừ hỷ cộng với 20
nghĩa là 25 tâm sở tịnh hảo trừ 3 giới phần, trừ 2 vô lượng phần, thì 10 cộng với 20 bằng 30 tâm sở. Và con đã đọc xong bài của tuần rồi, và Mu Như con xin dâng mic lại cho thầy kinh ạ. Rồi, xa thứ, xa thứ. Dạ, kính cảm ơn Nguyên Như, kính lễ chị Tổng Đức Tăng mới vô rồi. Bây giờ có một câu này muốn đặt câu hỏi lên quý vị nha. Chỗ thức duyên cho danh. Copy cái câu đó lại coi, thức duyên cho danh. MC đâu rồi, thư ký đâu rồi. Thức duyên cho danh. Bỏ xuống, bỏ quyền cái phần đó xuống. Rồi cái câu đó thang nguyên câu đó xuống. Rồi, thức duyên cho danh. Thì bây giờ ở đây ta cho mình biết là có 35 tâm sở, có hai bi và tỳ hỷ trong tâm quả sắc giới, phối hợp với các tâm quả hiệp thế nói chung, trừ 14 tâm sở bất thiện. Rồi, quý vị nào có thể lên trình bày được không? Tại sao trừ 14 tâm sở bất thiện? Ai lên trình bày được không? Tìm vô bắt đầu hết rồi. Suy nghĩ kỹ đây. Thức duyên cho danh. Danh tại sao trừ ra 14 tâm sở bất thiện? Và những tâm sở kia thì lại có. Cô Nhung, Hà, Nancy, Nguyễn Như. Rồi, hai giơ tay là trước. Mời. Dạ thưa thầy, con thử lửa thầy. Tự gì cái chỗ này là thầy đang nói chứ chỗ cõi vô sắc vô tưởng dưới sắc giới thầy, thành ra nó không có tâm sở bất thiện. Từ mấy tâm thiền nó là tâm thiện thưa thầy, thành ra nó không có bất thiện, con thấy là như vậy. Dạ con xin xuống nè. Rồi, cho hai cái hậu dịch về luộc ăn đỡ ghiền. Hai hậu dịch rồi, mời mời quý vị tiếp. Dạ, alo, con thưa thầy. Dạ, ở đây mình đang học phần thức duyên cho danh. Thì thức ở đây là thức tái tục, là 19 tâm quả tái tục gồm có hai quan sát thọ xả, 8 đại quả và 9 quả đáo đại. Duyên cho danh tức là duyên cho thọ, tưởng, hành và cả thức nữa. Tức là mình ở đây mình tính là tâm quả tái tục, thì nó là tâm quả thì đã là quả rồi, nên nó không có mà bất thiện ở trong này, nó đã là quả, là nó là cái quả do cái quá khứ để lại, nên nó không có bất thiện ở trong này. Là đó là ý kiến của con đó thưa thầy. Con xin xuống mic ạ. Con kính tri ân thầy. Rồi, chưa rõ ràng, chưa được, chưa trúng. Rồi, mời Thiên Vũ rồi. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy kinh và con kính chào quý đạo hữu. Thưa thầy, con thấy là trong cái thức duyên cho danh thì đó phải là 19 cái thức đi tục sanh. Trong cái 19 thức đi tục sanh thì có hai cái là quán sát thọ xả quả bất thiện và quán sát thọ xả quả thiện. Thì hai quán sát này nó chỉ gồm có 10 tâm tựa tha thôi, nên nó không có cái 14 tâm sở bất thiện. Còn những cái tâm quả thiện rồi tâm đáo đại đó thì nó cũng không có tâm sở bất thiện. Đó là theo cái hiểu của con có sai, con xin thầy sửa cho con ạ.
Rồi, sa thú thiện dữ chính xác ha. Thì bây giờ ở đây tại cái này cũng là lỗi với tôi ha, lỗi của mình không giảng rõ thì chúng tôi thấy cái này chắc hỏi lại chắc quý vị cũng không biết rồi. À, bây giờ thức duyên do danh ở đây là nói thức tục sinh, đó là thức tục sinh, thức duyên do danh là thức duyên danh sắc, là thức duyên do danh đây là thức tục sinh, ghi ra đây ghi ra trước để cho người ta nắm được lại chút xíu nữa để coi đứt ngang cái chỗ này cái là không hiểu gì hết trơn luôn. Thức duyên do danh tức là thức tục sinh à, mà thức tục sinh này á thì giờ tâm quả bất thiện làm tục sinh cõi khổ đúng không, tâm quả tâm quan sát là xả quả bất thiện cho nhân á thì làm tục sinh cõi khổ, thì cái tâm quan sát này nó đâu có những cái tâm sở bất thiện vô được, nó là vô nhân mà, nó chỉ có 10 tâm sở đồng sanh chung thôi à, thì nó không thể có những cái tâm qua tâm sở bất thiện đồng sanh chung nó được, là nó chính vì cái chỗ đó là không có 14 tâm sở bất thiện đồng sanh chung trong cái tâm vô nhân, nhưng mà những cái tâm quả kia có à, những cái tâm quả tục sinh nó 19 tâm quả tục sinh lần mà từ hai quan sát ra như là gì mới nói thiện dũ hả, thiện dũ nói đó thì hai trừ hai cái quan sát ra thôi, còn những cái tâm quả tục sinh kia có những cái tâm sở là 19 tâm sở là tịnh hảo biến hành có mặt và những cái tâm sở kia cũng mặt luôn, thành ra chỉ ngoại trừ ra cái tâm vô nhân thì nó không có, thành ra chính vì như vậy khi mà tục sinh cõi khổ thì tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đúng chưa, cái gì xác định được này chưa, của tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân tục sinh làm người khổ đúng ha, thì khi mà tục sinh làm người khổ thì những cái tâm tâm này thường quả bất thiện, thì tâm quả bất thiện này nó đâu có những cái tâm sở bất thiện đồng sanh chung đó, nó đâu có 4 tâm sở bất thiện đồng sanh chung, thành ra phải trừ ra 14 tâm sở bất thiện ra, nắm được không, nắm được ý này chưa. Như nắm chưa, cô Kim Nhung nắm chưa, thì tám đại quả là nó thuộc về thiện rồi, nó thuộc về quả thiện rồi thì đương nhiên là không có đâu, cái chuyện này là chuyện đương nhiên đúng không, tám tâm đại quả là chín đáo đại thì nó thuộc về thiện rồi, thuộc về quả thiện thì mình đâu có tính vô được, bất thiện thì đâu tính vô, nhưng mà giờ chỉ tính ở cái tâm quả tục sinh cõi khổ, tâm quả bất thiện á thì ngay cả bất thiện nó cũng không có luôn, nó không có 14 tâm sở bất thiện luôn à, nó chỉ là tâm vô nhân mà, thành ra nó thuộc tâm quả vô nhân nó yếu, nó chỉ có những cái tâm sở mà là tự tha đồng sanh nhớ thôi, còn tâm sở bất thiện nó không có, đúng được chưa, thì chính vì cái lý do đó không phải thì cái nào là không quả thì 19 tâm quả luôn mà, giờ này 19 tâm quả được sinh là ghi ra đi, giờ quý vị nào ghi ra 19 tâm quả được sinh đi, 19 tâm quả được sinh rồi, một là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đúng không, một quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, hai quan sát xả tám trả lời đúng đó, ghi gọn vậy là đúng không, thì bây giờ hai cái quan sát xả này nè thì một là bất thiện và một là thiện đúng chưa, một là bất thiện, một là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đúng không, ghi hai quan sát ra đúng không, thì giờ hai cái quan sát là một là quả bất thiện mà một quả thiện, thì giờ cái quả thiện đương nhiên là không có rồi, quả thiện thì đương nhiên là không có 14 tâm sở bất thiện đồng sanh chung, loại nó ra ha, loại nó ra đúng không, đúng chưa, loại bất thiện ra, bây giờ nó chỉ còn có một cái tâm quan sát thọ xả quả thiện thôi, ê quả bất thiện thôi, thì một cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện đó, đó ngay cả nó bản thân nó là bất thiện rồi á mà nó còn không có những cái tâm sở bất thiện đồng sanh chung với nó thì huống chi là những cái tâm quả thiện, nắm được không, có gì nắm được cái này không, alo, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân tục sinh làm người khổ, thì trong cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này á
nó là thuộc về quả bất thiện, mà nó cũng không có 14 tâm sở bất thiện này trong đó luôn. À, nó chỉ có những cái tâm sở tà tha thôi. À, thì ta cho nên trừ 14 tâm sở bất thiện đó là như vậy. Tâm quan sát và sở bất thiện của nhân á, à, thì nó trừ ra 14 tâm sở bất thiện. Bởi vì ngay cả cái bản thân của cái tâm quả bất thiện này nó là bất thiện rồi á, mà nó còn có không có những cái tâm sở bất thiện thì huống chi là những cái tâm quả thiện. À, thật ra khi mà nói tới những cái 14 tâm sở bất thiện á, thì mình phải nghĩ tới là bất thiện. Bởi vì tâm thiện thì tâm quả thiện làm sao có tâm sở bất thiện trong đó. Và bây giờ nó chỉ còn có một cái tâm thôi, một cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân thôi. Thì trong cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này á, không tìm thấy 14 tâm sở bất thiện trong đó. Bởi vì nó chỉ là cái phận sự là tục sinh mà nó thuộc về tâm vô nhân nữa. Còn những cái tâm quả kia mặc dù cũng là tục sinh, cũng là chức năng tục sinh. Như tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân cũng làm chức năng tục sinh, làm người lạc vô nhân. À, nó cũng là tục sinh vậy. Rồi những cái tâm quả kia, quả thiện, quả đá đại nó cũng làm việc tục sinh. À, nhưng mà nó thuộc về thiện thì mình không có tính vào được. Còn cho nên mình chỉ lấy một cái tâm quả quan sát và xả quả bất thiện vô nhân này. À, nó không có những cái tâm sở bất thiện đồng sanh chung với nó. Đó là chính vì lý do đó, trừ 14 tâm sở bất thiện ra là cái lý do đó. À, nhiều khi mình đọc nó vẫn biết tại sao trừ 14 tâm sở bất thiện ra. Mình lướt qua đó thì mình mất cái sự hiểu biết của cái chỗ này. Nắm được không quý vị? Chắc không? Nắm chắc không? Chắc thì mình qua nha, còn không chắc chưa? Tại vì tâm tục sinh á, tâm tục sinh, nhớ rõ ràng ha. Của cái tâm quả bất thiện, nó không có 14 tâm sở bất thiện thì trừ nó ra thôi, chứ không có gì trên đó. Hiểu rồi. Hiểu rồi, lên nói tù lum tà la, hiểu rồi. Bởi vì học cái vi pháp này mình sơ sẩy cái là mệt lắm ha, mình rớt cái mình nói tùm lum tà la mệt lắm. À, rồi mình đi truyền giáo nữa thì chắc chết luôn. Đi truyền bá nữa thì thôi kéo cả băng đi hết trơn rồi chết luôn. Rồi ha, nắm ha, make sure cho mong lên nhiều nhiều lên đây. Cô Nhật Quỳnh hiểu không? Cô Nhật Quỳnh hiểu không? Rồi, bây giờ post lại cái câu đó, post lại cái câu thức duyên trợ danh. Post lại, cô thư ký làm lại này cho chắc đi ha. Cho cái gì nắm cho chắc đi thôi, nó đặt lắc rồi. Nắm được cái này thì sao? Thức duyên trợ danh nè, tức là cái thức tục sinh á, nó duyên cho danh, tức là những cái tâm sở, tức là nó duyên cho những tâm sở đồng sanh chung coi cho nó. Thì thức tục sinh là mình biết là nó có 19 tâm, 19 cái tâm tục sinh, tức là thức tục sinh. Thì nó duyên cho danh, tức là nó duyên cho những cái tâm sở đồng sanh chung với nó. Thì ở đây ta lấy chung hết là 35 tâm sở. À, tức là 13 tự tha, đúng không? Cộng nhiều. 35 là cộng nhiều, 3 cộng 22 thì nó trừ 3 cái phần ra, đúng không? Thì còn là 35 tâm sở. À, đúng chưa? Là 35 tâm sở. Thì trong đó 35 tâm sở đó, thì trong đó mình thấy nó mất đi 14 tâm sở bất thiện nè. Nó không có 14 tâm sở bất thiện. Đúng không? Thấy mất 14 tâm sở bất thiện không? Thì lý do tại sao không có tâm sở bất thiện? Thì bây giờ cái thức tục sinh mà bất thiện á, tức là tâm quả quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân á, là quả tục sinh và quả bất thiện đúng không? Đó là quả bất thiện đúng không? Đúng không quý vị? Tâm quan sát tục sinh làm người khổ, tức là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì nó là quả bất thiện đúng không? Thì trong tâm quan sát này nó có 14 tâm sở bất thiện không? Không, đúng rồi. Thì mình trừ là không có đó, là không có, đúng không? Chắc chắn là không có. Ngay cả tâm quả bất thiện cũng không có. Thì bây giờ những cái tâm vô nhân thiện có không? Tâm vô nhân mà tâm quả thiện á, xong luôn, rồi. Rồi tâm quả thiện, tâm quả thiện dục giới, có không?
Không luôn, đúng không? Rồi, chính tâm đó đại có không? Rồi, không luôn, đúng rồi. Thì nó có cái nó có, bây giờ mình phân làm hai, một là quả bất thiện, hai là quả thiện. Thì quả bất thiện chỉ có một không, quả bất thiện chỉ có một là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, chỉ có một cái tâm đó thôi, còn tất cả những cái tâm tục sinh còn lại là thiện hết. Tâm quan sát thọ xả quả quả thiện vô nhân cũng là thiện, rồi tâm quả thiện cũng là thiện, tâm tâm đó đại cũng là thiện. Thì những cái thiện đó mình loại trừ ra, bởi vì thiện thì không có tính bất thiện vô. Bây giờ nó chỉ còn có một quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân thôi, cho nên chính vì cái chỗ này nè, một cái tâm này thôi đó, là nó đã không có 14 tâm sở bất thiện đồng sanh chung. Thì chính vì lý do đó chúng ta phải trừ ra 14 cái tâm sở bất thiện này, nó không có mặt trong những cái tâm tục sinh, nó không có hiện hữu trong tâm tục sinh. Nắm được chưa? Chắc là hao quý vị ơi, chút xíu này thôi cũng nhức đầu luôn ha. Đúng rồi, tất cả tâm quả đều không có 14 tâm sở thiện là mình nói chung nha, nhưng mà đặc biệt là tâm quả bất thiện, tức là tâm quả bất thiện làm gì tục sinh đó, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện đó, tâm quả bất thiện nó cũng không có 14 tâm sở bất thiện luôn, nó đồng một loại ha, nó đồng loại với nhau là bất thiện nhau mà nó cũng không có 14 tâm thiện luôn. Thì như vậy là 14 tâm sở bất thiện này loại trừ ra, bởi vì cái tâm tục sinh quả bất thiện nó không có 14 tâm sở bất thiện này vô, bởi vì nó là tâm nhân, nó thuộc về tâm quả mà thuộc về tâm vô nhân, chính vì chỗ đó nó không có 14 tâm sở bất thiện. Thì những cái tâm quả kia là thiện thì mình biết chắc ra, thiện thì làm gì có đó, thiện thì chắc chắn là không có là 14 tâm sở bất thiện rồi. Thiện là nó nghịch mà, thiện với bất thiện thì nó nghịch, đương nhiên là không có. Nhưng mà ngay cả tâm quả bất thiện nó cũng có luôn thì nó chính vì do đó người ta mới nhấn mạnh cái chỗ là tại sao không có 14 tâm sở bất thiện ở chỗ này, là lý do bởi vì khi mà tục sinh bằng tâm quả bất thiện á, bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân á, tục sinh làm người khổ á, thì cái tâm quả tục sinh này á, cái tâm làm việc tục sinh này nó không có 14 tâm sở bất thiện đồng sanh chung như nó, tức là thức này á, cái thức này duyên cho danh, nó không có 14 tâm sở bất thiện này. Nắm được chưa quý vị? Uống viên Tylenol chưa? Uống thêm viên Tylenol. Cô Nguyên Như cho mỗi người 1 viên 2 viên uống vô là đến mới nhức đầu chứ. Gì? Gì tự dặn luôn. Cô Meta nắm được không? Cô Meta ơi, cô Meta, cô Nguyễn Nhật Quỳnh ơi. Được rồi không? Thông thông chưa? Quý vị thông chỗ này chưa? Đã thông kinh mạch chưa? Đã thông kinh mạch chỗ này chưa? Cô Nhật Quỳnh, cô Hồng Mai, sao im ru, thay nói năng gì trơn? Cô Kim Nhung, cô Nancy, cô Nguyên Như, cô Châu Nguyễn, cô Giang Nhật Hạ. Ủa không phải Vinh Giang Nhật Hạ. Giang Nhật Hạ rồi ha, thông qua được ha, thông qua cho nó. Giờ mình vô cái phần mới được chưa, học bài mới được chưa? Ok rồi, sao nữa thì qua bài mới được chưa? Rồi, giờ qua máy không? Thức duyên cho danh ra, giờ mình qua cái máy là thức duyên cho sắc. Thức duyên sắc, hai chấm. Chắc phải học chậm chậm lại xíu nữa, học cái này lên chắc có gì quên hết luôn. Thức duyên cho sắc, tức là ở đây giờ là cái thức tục sinh đó, nó duyên cho sắc,
nãy là mình học cái nghĩa là thức duyên cho danh. Khi mà nói chung là thức duyên cho danh sắc, tức là nói chung vậy ha, nhưng mình phân ra là thức duyên cho danh là khác, mà thức duyên cho sắc là một vấn đề khác nữa không? Hai cái mình cũng phải hiểu một cách rõ ràng. Rồi xuống dòng, sắc do duyên thức, sắc do duyên thức đây là nói lên thành phần sắc duyên thức, ở đây là nói lên thành phần ba nhóm mười pháp sắc duyên do duyên thức, ở đây là nói lên thành phần ba nhóm mười pháp. Do duyên từ thức tục sinh sanh khởi, do duyên từ thức tục sinh sanh khởi. Rồi, giờ với cái câu này ha, mình phải nắm cho rõ câu này ha. Sắc là phần sắc pháp, phần vật chất, sắc do duyên thức, sắc do duyên tự thức ha. Thì người ta nói lên đến cái thành phần ba nhóm mười pháp. Nắm được cái này đúng không? Tức là nhóm thành phần ba nhóm mười pháp, thì chúng mình học cái này. Thì sắc do duyên tự thức thì ở đây nói lên thành phần ba nhóm mười pháp, do duyên tự thức tục sinh sanh khởi. Tức là khi mà cái thức tục sinh nó sanh khởi, thì do cái từ cái thức tục sinh này nó duyên cho ba nhóm mười pháp này. Tức là hiểu không quý vị không? Tức là khi mà thức tục sinh sanh khởi thì nó làm duyên cho sanh ra ba nhóm sắc pháp, mà nhóm này nhóm mười pháp, mỗi một một nhóm nó có mười, mỗi nhóm có mười, thì tự kêu là ba nhóm mười pháp. Và do duyên từ thức tục sinh, khi mà mình khi một người mà tục sinh nó lại đó, cái thức tục sinh nó sanh khởi đó, điều tử tục sinh, sắc na tục sinh nó sanh đó, thì khi sắc na tục sinh nó sanh khởi, nó làm duyên cho ba nhóm mười pháp này, tức là ba cái nhóm sắc pháp mà mỗi một nhóm nó có mười. Thì vậy khi mà khởi đầu cái sắc na đầu tiên thì nó bắt sanh ba nhóm này lên, ba nhóm mười pháp này, nó duyên từ cái thức tục sinh đó. Nắm được ý này chưa quý vị, nắm được chưa? Rồi ha, rồi ok, dễ ủi ha, cái gì đó ha. Rồi thức tục sinh duyên ba nhóm sắc mười pháp, đúng không? Thức tục sinh duyên ba nhóm sắc mười pháp. Thức tục sinh duyên ba nhóm sắc mười pháp. Thì giờ khi mà một người mà chết á, khi mà một người chết tử á, tục sinh ra lại đó, thì khi tục sinh ra lại thì cái sắc pháp nó sanh khởi á, là nó do nghiệp sanh, chứ nó không thể là do những cái khác sanh, là bởi vì sắc pháp nó có nhiều loại nó sanh, mà sắc do tâm sanh cũng có, sắc do thời tiết sanh cũng có, sắc do vật thực sanh cũng có. Nhưng mà khi mà mình mới cái người mới tục sinh đầu tiên, cái sắc na đầu tiên thì nó đâu có những cái kia, nó đâu có cái lộ trình tâm, nó chưa phát sanh, thì nó chưa có phát sanh cái thức do cái sắc pháp do tâm sanh, hay sắc pháp do thời tiết sanh, hay sắc pháp do âm dương, hay là sắc pháp do vật thực, không có những cái đó. Thì cái khởi đầu tiên của một chúng sanh á, cái thức tục sinh nó phát sanh, thì nó duyên ba cái nhóm sắc mười pháp này á, thì phải gọi là ba nhóm pháp thuộc về nghiệp sắc do nghiệp tạo. Thì bây giờ mình xuống dòng mình ghi là ba nhóm sắc nghiệp. Rồi, tức là khi mà tục sinh thì nó làm duyên nó sanh ra ba cái nhóm sắc nghiệp. Và nhóm sắc đầu tiên là phát sanh là do nghiệp tạo,
thì mình học về ba nhóm sắc nghiệp này là nó thuộc về những cái gì, và tại sao khi thức tục sinh nó sanh khởi nó tạo ra ba cái nhóm sắc này trước. Bây giờ nắm được không? Khi tục sinh là sắc sắc mà được có mặt, ví dụ một người mà mình mà một người tôi vừa tử cái tục sinh lại cái có cái sắc phát chút xíu nữa ha, thì cái chút xíu đó, đó, cái một giọt dầu đó, đó là nó do nghiệp tạo à, chứ không có gì mà tạo ra được đó, chỉ bởi vì tôi nói là chúng sanh ra đi với cái nghiệp mà nó đưa đi mà nó cho ra cái sắc nghiệp à, thì ra như vậy ba nhóm sắc đầu tiên là ba cái nhóm sắc nghiệp xuống dòng gạch đầu dòng dòng a nhỏ cũng được là một, cũng được là một nhóm sắc thần kinh thân. Một cho a nhỏ, a nhỏ là nhóm sắc thần kinh thân. Bây giờ ghi kịp chưa, ghi từ từ là bây giờ đi chậm chậm lên được, đi nhanh quá rối loạn đội hình hết rồi. B nhỏ nhóm sắc tính, nhóm sắc tính đổi ngoặc nam nữ, nhóm sắc tính nam nữ. Rồi C nhỏ nhóm sắc ý vật, nhóm sắc ý vật rồi, đó là ba nhóm sắc nghiệp ha. Xuống dòng đánh cái bông cái đầu dòng cái đi. Cả ba bọn sắc này cùng sanh khởi ngay sát na sinh của tâm tục sinh. Cả ba bọn sắc này cùng sanh khởi ngay sát na sinh của tâm tục sinh. Rồi, tức là cả ba cái bọn sắc này nè, sắc thần kinh thân, sắc tính và sắc ý vật, cả ba cái này, ba nhóm này ha, ba nhóm ba bọn này cùng sanh khởi ngay cái sắc na sinh à, thì một cái tâm sanh khởi nó có ba sắc na tiểu, tức là sắc na tâm tục sinh thì nó có ba sắc na, là sắc na tiểu là sinh trụ và diệt à, tức là một sắc na sanh khởi thì nó có ba sắc na tiểu như vậy, thì ba cái nhóm này đó, thần kinh thân với sắc tính và sắc ý vật nó sanh ngay cái sắc na sinh đầu tiên, sinh là tiểu á, sinh là sinh là đầu tiên, đó là vấn đề mà mình cần phải đánh dấu cho nó ha. Rồi bây giờ nhóm sắc thần kinh thân, tại sao mà khi khởi đầu trong kiếp sống mới mà nó chỉ có sắc thần kinh thân? Thì bây giờ nhóm sắc thần kinh, giờ giờ nói về thần kinh á, thì mình có bao nhiêu loại thần kinh quý vị? Có năm, đúng rồi, sao thú thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, thì mình có năm cái sắc thần kinh ha, con người mỗi người có năm sắc thần kinh, chính xác chưa, nắm được này chưa, nắm chắc ha, nắm chắc ha, năm sắc thần kinh ha. Thì bây giờ lúc mà chút xíu cái đầu tiên khởi sanh đó, tức là khi mà tử tục sinh ra cái sắc cái tâm tục sinh nó vừa sanh khởi thì cái nhóm sắc thần kinh này nó sanh khởi, cái thần kinh này sanh khởi thì nó chỉ có một chút xíu giống như một chút xíu vật chất nghe nó thôi, thì nó đâu có những cái thần kinh kia, lúc đó nó chưa có nhãn nhĩ tỷ thiệt, nó chưa có mắt, chưa có mũi, chưa có tai, chưa có lưỡi, nó chỉ là một chút xíu giọt dầu, nó giống như mà có cái cục thịt chút xíu đó thôi. Thì như vậy lúc đó cái thân nó có trước là cái thân nó hiện hữu trước, đúng chưa, thì cái thân nó hiện hữu trước thì có sắc thần kinh thân, cái thần kinh về thuộc về thân nó có trước
À, cho nên vì lý do đó nhóm sắc thần kinh thân có mặt đầu tiên, lắm được không? Lắm được chưa? À, nó chỉ có chút xíu giọt dầu đó, giống như một cái giọt dầu giống như cái vật chất vậy thôi, nó chưa có những cái mắt mũi miệng thì nó không có những cái thần kinh kia, cho nên nó chỉ có cái thần kinh thân. À, cho nên chính vì cái chỗ này nhóm sắc thần kinh thân hiện khởi đầu tiên rồi. Rồi ha, nắm được ha. Rồi ok, xà thử. Rồi bây giờ khi mà tục sinh ra vậy chút xíu vậy đó, thì lúc đó nó đã có xác định được là nữ hay nam rồi. À, lúc đó là do nghiệp lực nó là tái tạo, thì chính vì cái khởi đầu này á, nó mới dẫn dắt về sau này để cho ra nữ hay là nam. À, cho nên chính vì như vậy ngay cái khởi đầu tiên của cái đời sống mới là nó đã có xác định. Là lúc đó nếu mình là nam thì nó thì có cái sắc tính nam, tức là cái chất sắc tính nam hiện khởi, và nếu là nữ thì nó có nhóm sắc tính nữ. Vì như vậy tiếp theo là có nhóm sắc tính sanh theo nó luôn chung, thì thần kinh thân và sắc tính sanh chung, được không? Sắc chi tính đúng không nào? Rồi nắm được không, nắm được không, cho biết về. Rồi ok, thì bây giờ có thần kinh là có sắc tính rồi ha, rồi bây giờ cái tâm tục sinh nó đâu có đứng cơ khơi khơi được cái gì, nó phải có chỗ không, nó phải có chỗ trú nó chứ, cái tâm nó phải có cái chỗ trú nó, thì như vậy nó có thêm cái sắc y vật, sắc y vật hiện hữu để cho tâm nó có chỗ nương, đúng không? Tâm phải có chỗ nương đó là nhớ, thì lúc đó là có sắc y vật là chỗ để tâm nương. À, cho nên khi mà khởi đầu tục sinh thì nó phải có bàn này, không có thể nào thiếu được. À, thì sanh là một người đầy đủ danh sắc là nó phải có bàn này, một là thần kinh thân, hai là sắc tính, ba là sắc ý vật, ba cái này là phải có để mà khởi khởi phát một cái hành trình là tái sinh ha, để mà đi vào một cuộc sống mới. Thì vậy chúng ta có được ba nhóm ngay trong cái sát na tâm tục sinh đầu tiên, và ngay sát na sinh luôn, ngay sát na khởi đầu của nó luôn mà sinh. Thì vậy là có ba nhóm, là ba nhóm 10, tức là thần kinh thân 10, nhóm sắc tính là 10, nhóm sắc y vật là 10. Như vậy có ba chục cái sắc pháp sanh ngay cho nó rồi liền đó. À, nó sanh ngay nó chút xíu thôi, ba chục sắc pháp vậy đó. Thì quý vị thử hỏi thấy được cái sắc đó, là thì không phải chuyện đùa ha. Mình có trí tuệ thấy được danh sắc, cái tâm mình kinh hoàng lắm, phải chuyện đùa đó. Rồi nắm được không, cho bông đi, cho biết bông cái này đi, chưa xác nguyên chưa, có cái này chưa, giờ cứ ba cái này trước đã tính sao ha. Rồi ha, được ha, mỗi sát na tâm, chú dòng ghi mỗi sát na tâm được chia làm ba sát na tiểu, mỗi sát na tâm được chia làm ba sát na tiểu. Vì mình học là mình chỉ nói cái chính trước ha, cái đều nói về cái thần kinh thân sắc tính cái vật trước ha, còn trong cái nhóm đó, đó thì lúc đó lát mình học sao ha, mình phân ra sao nữa ha, nói sắc mạng quyền sắc mạng kia vô rối loạn đội hình nữa, khoan nha, từ từ nha, kỳ này học kỹ lên nha, học kỹ chính xác nha. Và chưa ghi chưa, mỗi sắc na tâm chia làm ba sắc na tiểu, và gì cái gì, ba sắc na tiểu là ba sắc na gì, đúng rồi, chậm chậm nó mới thấm không, sanh trụ diệt xà thủ. Rồi ba sắc na tiểu sanh trụ diệt, ghi vào mỗi sắc na tâm được chia làm ba sắc na tiểu sanh trụ diệt. À, thì khi bất kỳ cái gì nó sanh khởi thì khi nó sanh lên là nó phải đi tiến tiến tới một cái giai đoạn là trụ, và giai đoạn thứ ba là nó bị diệt mất. Thì vậy đó là quy luật của cái vô thường, nó vậy mà sanh trụ và diệt. Thì ngay cả cái sắc na tiểu đầu tiên chút xíu tích tắc là thì nó phải có ba sắc na tiểu là sanh trụ và diệt. Rồi xuống dòng, như vậy mỗi sắc na tiểu
có đủ ba nhóm đồng sanh. Như vậy mỗi sắc na tiểu có đủ ba nhóm đồng sanh, à, tức là sắc na sanh cũng có ba nhóm, sắc na trụ cũng có ba nhóm, sắc na diệt cũng có ba nhóm, đúng không? Như vậy là có đủ ba nhóm trong cái sanh trụ diệt, là nó đã đủ ba nhóm luôn ha, là thần kinh thân, sắc tính và sắc ý vật, có đủ ba nhóm trong mỗi một sắc na tiểu. Như vậy nắm được chưa quý vị? Ghi là nha, ghi chắc cú, nhớ học chắc cú nha, tới với cái vụ sắc sắc này găng đó căng thẳng lắm. Rồi bây giờ mình tính thời sắc na tâm nha. 17 sắc na tâm. 17 sắc na tâm nhân 3 sắc na tiểu thì bằng 51 sắc na tiểu. À, mình tính là sắc na tiểu coi trong trong một lộ trình tâm 17 sắc na tâm á. 17 sắc na tâm nhân 3 sắc na tiểu bằng 51 sắc na tiểu. À, tức là trong một cái đời sống của sắc pháp nó phải diễn tiến qua 17 sắc na tâm nó mới mới mất được. Thì như vậy mình tính 17 sắc na tâm trước. 17 sắc na tâm nhân 3 sắc na tiểu là sanh trụ diệt thì bằng 51 sắc na tiểu. À, thì như vậy có 51 sắc na tiểu. Đúng chưa? Mà mỗi một sắc na tiểu có đủ 3 nhóm. À, có đủ 3 nhóm. Thì như vậy 51 nhân cho 3 nhóm thì bằng bao nhiêu? Năm mươi mốt nhân cho ba nhóm trăm 153, đúng rồi, 153 nhóm. Thì như vậy 51 nhân cho ba nhóm bằng 153 nhóm. Như vậy 17 sắc na tiểu nhân 3 sắc na tiểu là 51, phải không? Thì 51 nhân cho 3 nhóm bằng 153 nhóm. Thì như vậy trong một lộ trình tâm 17 sắc na, tờ kể từ sắc na tục sinh đi từ liên tục 17 sắc na như vậy đó, thì có 153 nhóm sắc nó sành theo đó, à, nó mới diệt mất. Thì như vậy chúng ta có được 153 nhóm sắc là thần kinh, thân, tính và sắc ý vật. Nắm được ý chỗ này không vậy? Nắm được cái chỗ này chưa? Thứ nhất, mỗi một sắc na tâm được chia làm ba sắc na tiểu là sanh trụ diệt, mà mỗi một sắc na tiểu vậy nó có đủ ba nhóm. À, đủ ba nhóm sắc là thần kinh thân, nhóm sắc tính và nhóm sắc khí vật. À, thì có đủ ba nhóm vậy. Thì 17 sắc na tâm thì nó có 51 sắc na tiểu và mỗi một sắc na tiểu nó có ba nhóm. Thì 51 nhân cho ba nhóm thì có được 153 nhóm. Thì như vậy sắc pháp nó sanh diệt là trong 17 sắc na tâm mà thì lúc đó có tới 153 nhóm sắc. À, đó là vấn đề như vậy ha. Nắm được chưa? Nắm được không? Alo, cô Nhật Quỳnh, cô Meta, cô này cô kia đông lắm rồi, cho ý kiến đi. Giờ phải hiểu mới mới, mới đi được nha, chứ không hiểu liên lát tút lút hết rồi. Rồi không? Nắm được ha? Tướng dòng. Ba nhóm sắc này được biết chính là ba nhóm sắc nghiệp. Ba nhóm sắc này được biết chính là ba nhóm sắc nghiệp. Được chính là ba nhóm sắc nghiệp được hiện khởi ngay sát na sinh. Được hiện khởi ngay sát na sinh của tâm tục sinh.
ngay sắc na sinh, cái chữ sinh nó cho nó cái nó chữ in lên ngay ngay sắc na sinh của tâm thục sinh, nên chúng được gọi là, nên chúng được gọi là sắc nghiệp tục sinh. Rồi. Như vậy ba nhóm sắc này á, tức là ba cái nhóm sắc mà là phần kinh thân, sắc tính, sắc khí vật, là ba cái nhóm sắc này á, thì được biết nó là ba nhóm sắc thuộc về vô nghiệp, thuộc về sắc nghiệp, và nó được hiện khởi ngay sắc na sinh của cái tâm tục sinh, tức là cái sắc na tâm tục sinh nên khởi, nó sanh khởi ngay sắc na sinh của tâm tục sinh, nên nó được gọi là sắc nghiệp tục sinh, tức là cái sắc nghiệp do ngay cái tắc tâm tục sinh đó, thì được gọi là sắc nghiệp tục sinh, được chưa? Nắm được chưa quý vị? Rồi ha, ok, cô Nhật Quỳnh có ok, nghe là phải ok hết rồi. Ok là ok hết rồi. Còn khó chịu lắm, không hiểu là chết đi cổ luôn. Cái gì chết đi, chết ra kiệm đi uống nước rồi. Nói vậy chứ cô nhiều mình cô giỏi lắm à, cô hết sảy lắm à. Số 1 à. À, chết xong chưa? Chết xong chưa? Alo. Rồi, xong dòng. Tổng số 3 nhóm sắc nghiệp tục sinh, 2 chấm. Tổng số 3 nhóm sắc nghiệp tục sinh, 2 chấm. Xong dòng. Số 1. Nhóm sắc thần kinh thân, 2 chấm. Nhóm sắc thần kinh thân, 2 chấm. Rồi, tức là cái nhóm sắc thần kinh thân đầu tiên ha, chúng ta được tìm thấy là thuộc về sắc nghiệp tục sinh. Thì bây giờ nhóm sắc thần kinh thân này á, là những loại sắc nào đâu, ai tình nguyện giơ tay nói coi. Nhóm sắc thần kinh thân, quên bài hết rồi, chết rồi. Nhóm sắc thần kinh thân nói nó có 10 đấy nha, tức là nhóm 3 nhóm 10, nhưng mà nãy chúng ta học từ đầu đó, 3 nhóm 10 tức là mỗi nhóm nó có 10 sắc. Thì bây giờ nhóm sắc thần kinh thân này là 10 sắc, đó là 10 sắc gì? Mời lên, mời lên, không có viết, mời lên nói chuyện, mời lên. Mời con Dung lên đây trình bày lý do.
Ủa, alo, dạ nãy giờ con nói con quên bật mic. Dạ con thưa thầy, dạ. Nhóm sắc thần kinh thân gồm có 10 sắc, đó là 8 sắc bất ly, sắc thần kinh thân và sắc mạng quyền. 8 sắc bất ly gồm có đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc vật thực. Rồi sắc thần kinh thân là thứ 9, là sắc mạng quyền là thứ 10. Dạ đó là 10 sắc ạ. Dạ con kính tri ân thầy. Đây, xa thứ, xa thứ. Nhưng mà giờ quý vị cho biết tại sao có 8 sắc bất ly và tại sao có sắc mạng quyền? Ai là giải thích tiền nãy thấy hình như có cô Nancy lên mới bắt mic đó. Mời cô Nancy là giải thích tại sao 8 sắc bất ly có mặt và 8 sắc mạng quyền có mặt trong nhóm thần kinh thân này. Mời cô Nancy coi. Dạ thưa thầy, con bấm lộn đùm lộn. Dạ tám sắc bất ly thì trong cái sắc nào cũng có ít nhất là 8 sắc bất ly hết, và phải có cái sắc mạng quyền ở trong đó, vậy cho nó đó là cái sự sống là nó phải có trong đó, và sắc thần kinh vì đây là 10 cái nhóm sắc thần kinh thân đó. Dạ. Dạ con xin hết ạ. Rồi, xa thứ, xa thứ. Rồi, thêm một người nữa rồi. Ai giải thích được tại sao phải có đầy đủ 8 sắc bất ly? Ai giải thích ra chi tiết được không? Alo. Ai giải thích được vô tay coi. Rồi, mời Nguyễn Duy. Dạ thưa thầy, tám sắc bất ly vì tám sắc này không có thể phân ly với nhau, khi mà một cái sắc pháp nó sanh lên thì nó dính chùm với nhau thưa thầy, đó là đất nước lửa gió, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc vật thực, thì nó không có thể tách rời nhau được. Và cái sắc mạng quyền tại sao có? Vì nó phải có để mà nó giữ đời sống của một chúng sanh đó. Dạ con xin xuống là thưa thầy. Rồi, xa thú, nhưng mà chưa được, chưa rõ. Và tại sao tám sắc bất ly đó? Mình phải giải thích ra. À, tại sao mình giải thích ra, tại sao nó phải có cái này, có cái này, cái này, lý do tại sao? Mình phải dẫn chứng ra nha, giờ phải tập lên, giờ mình tập lên, mình tập dẫn chứng lý luận được. Chứ giờ mình nói, thì mình nói gì là mình nói theo sách thôi. À, mình nói theo tám sắc bất ly, là gồm có đất, nước, lửa, gió, sắc, cái gì vậy, thực. Bây giờ tại sao? À, động thả mình nói nó mới hay được chứ, học y pháp là phải có trình độ lý luận nào. Rồi mời ai, mời cô Hà coi, cô Dung ha, cô Dung giơ tay, mời cô Dung. Dạ con thưa thầy, con giải thích thử. Dạ tám sắc bất ly thì nó phải có, đầu tiên nó phải có đất, nước, lửa, gió, đó là sắc tứ đại, nó làm nền tảng cho tất cả các loại sắc. Thì trong cái sắc tứ đại này thì nó có cái cảnh sắc, và nó cũng có cái khí trong đó, và nó cũng có vị, và nó cũng phải có vật thực. Dạ, đó là cái đầu tiên là mình phải nói nó là cái nền tảng của sắc. Rồi trong những cái sắc đó thì nó có những cái tính chất như vậy. Dạ, đó là con. Tức là trong cái bốn cái sắc bất ly, bốn cái sắc tứ đại đó là đất, nước, lửa, gió, thì nó có màu, nó có mùi, nó có vị, nó có cái dưỡng tố để nuôi cái bọn sắc pháp đó. Dạ, đó là ý con thôi. Đây, chào thứ, còn ai đấy không? Có ai lên nói cho hay nữa không? Ai lên lý giải cho thiết là tuyệt vời. Ai lên đấy không? Ai lên? Rồi, mời Hà lên nha. Dạ thưa thầy, thì theo con hiểu thì cái tám sắc bất ly này nó không thể là không có trong trong sắc nghiệp, vì bởi vì nước, lửa,
gió những và ngay cả sắc khí bị nó cũng phải cùng có nhau để nó giống như nước thì nó là trạng thái dính chặt lại nhau cho đất hoặc là cái trạng thái nhưng tất cả các sắc này nó phải cùng nhau hội hợp để nó tạo ra một cái sắc pháp và là cái con người mình thành ra nó không nó như là nó tương đồng với nhau để sanh khởi để mới có một cái sắc pháp thành ra do vậy nó không thể thiếu thiếu một phần thì không thể là có sắc sanh sanh được thành ra tám sắc bất ly này nó đúng là một cái nền tảng cho cái sắc vật chất nó sanh khởi và không có thiếu một cái nó cũng không thành và đó là cái hiểu của con. Dạ thưa thầy, con xin bổ sung thêm. Tính theo trạng thái thì cái bốn cái sắc tứ đại đó thì đất thì cứng mềm, nước thì nó mang cái tính chất là kết dính, rồi lửa thì mang tính chất là nóng lạnh, rồi gió thì chuyển động. Thì đây là nền tảng của mọi sắc. Mọi vật chất dù là nhỏ, nhỏ nhất thì cũng phải đều có cái sắc bất ly này. Đã gọi là bất ly thì không thể ly được. Nên nó là nền tảng của tất cả. Dạ, con chỉ bổ sung chứ con không dám nói. Con nói hay thưa thầy. Dạ, con kính tri ân thầy. Sao thứ, sao thứ. Còn ai nữa không? Ai lên có cái giải lên thuyết trình cho tuyệt vời. Tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly hay lắm. Nó là hiện hữu trong đời sống. Còn ai lên được không? Cô nào lên được không? Cô Hồng Mai nè, cô Nancy nè, Nguyên Như nè. Vân 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 nhiều lắm. Mai mình tập thuyết trình để cho nhớ lâu chút xíu cho thôi, lướt 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 qua cái gì quên trơn. Ai nên lý luận cho nó tuyệt vời coi. Rõ ràng chi tiết này kia nọ ha. Rồi cô mời cô Nhật Quỳnh lên. Mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính Nhật Quỳnh kính mời thầy. Nhật Quỳnh không có biết để giải thích nên cho rõ ràng đâu. Dạ, mời thầy. Chuyện nó quầy vốn, ta đã nói từ lâu rồi, cái chuyện quầy vốn, giảng biết bao nhiêu, giờ còn mời thầy nữa. Rồi, mời ai khác đi, mời gì nào khác coi. Ai lên lý luận chặt chẽ rồi, xúc tích thì cho nó hay nữa. Trong vài tháng tốt nghiệp ra trường cái là mình phải đứng lớp mình dạy là ngon lành chứ. Rồi cô Châu Nguyễn nè, Châu Nguyễn đâu rồi, nãy giờ Hebrew với mời cô Châu Nguyễn xong rồi mời tới Nguyên Như rồi tới Hồng Mai rồi tới Nancy vân vân rồi mời từ từ lên cứ lên đi, hôm nay bắt lý luận hết lên rồi. Này bắt lên nói hết rồi lên nói được gì nói cứ lên đi không có gì sợ chứ rồi, tập suy nghĩ động não rồi phát sinh trí tuệ chứ. Mẹ lên mẹ lên tranh thủ giơ tay lên. Alo ai giơ tay đi, giơ tay trước đi, dễ quá. Cái này mà mình lý luận không được sao lên cái cao sao còn nói được. Tập từ từ ha, bây giờ huấn luyện, huấn luyện. Châu Nguyễn đâu rồi? Châu Nguyễn lên nói, lại lên. Mời Châu Nguyễn. Đang nỉ lên à.
Chuyện mà giống Quý Như đâu rồi? Quý Như đâu rồi? Alo. Quý Như đâu? Trốn mất rồi. Cô Nancy đâu rồi? Điểm từ tấm ảnh Nancy rồi, mời cô Nancy nha, lên lý luận cho nó tuyệt vời coi. Dạ thưa thầy, còn chỉ có thêm một chút xíu, tại vì khi mà mình nói tới cái tám cái sắc bất ly này đó, để mình có thể phân biệt nhóm sắc pháp này với cái nhóm sắc pháp khác đó, thì nó phải tùy theo cái tính chất của cái nhóm sắc đó. Thì trong trong cái tám cái tính chất đó thì gồm có đất nước, gió, lửa, màu, mùi vị và dưỡng chất. Thì chẳng hạn như cái nhóm sắc này nó khác cái nhóm tám sắc bất ly này, nó khác cái nhóm kia là vì nó có những cái tính chất nó hơi khác nhau như vậy, để mà nó để cho mình có thể phân biệt cái nhóm sắc bất ly này với cái nhóm sắc bất ly khác qua tính chất của đất là cứng mềm, của nước là nó lưu chảy hay là dính dính quyển dính, lửa là nóng lạnh, gió là sự chuyển của tính chất của gió là lưu chuyển ha. Rồi màu sắc, mùi vị, mùi rồi vị rồi 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 dưỡng chất. Con chỉ có nói được tới đó. Con cảm ơn thầy. Rồi, xa thứ xa thứ. Cái gì hiểu mà nói chưa ra, hiểu mà nói chưa hiểu mới ra được. Rồi Giang Nhật Hạ lên coi, Nam Tử hát lại Trường Thu rồi lên. Rồi mời Nguyên Như. Dạ thưa thầy, hôm nay dính dịch thầy ế, sao thầy kêu tụi con lên thầy phát vào rồi. Dạ con xin thử là nếu mà nói về tất cả chúng sanh hữu tình thì con có thể lấy ra một thí dụ như con chó hay con mèo, con làm thí dụ đi. Thì nếu mà nhìn vô con chó đó thì con phải thấy nó là có cái tất cả con chó con mèo gì đó thưa thầy, nó cũng có tám cái sắc bất ly. Thứ nhất là con chó nó có màu, thứ hai con chó nó có mùi, thứ ba là con chó nó có vị, rồi nó có dưỡng chất nữa. Rồi con nghĩ đơn giản là con chó nó cũng có nước có đất, rồi nó có đĩa có lại. Thôi con xin xuống. Đúng là bà bao không? Đúng là Nguyên Như bó tay rồi. Mời mời quý vị lên nói là trình bày là mình sẽ chúng tôi sẽ biết được quý vị đang ở đâu ha, biết cái tư tưởng cái trình độ quý vị đang ở đâu ha. Chứ không 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 hỏi cái này không biết đâu. Okay. Rồi mời Chánh Tâm lên nói là tám sắc bất ly, tại sao tám sắc đó phải là tám sắc bất ly, phân tích rõ ràng, giải thích lý luận cho người ta nghe rồi ha. Là mình Nam Tử Hán Đại Trượng Phu nãy giờ có Giang Nhật Hạ trốn núp lùm hoài, nói kiểu giống như Việt Nam có cái bà Hằng vậy đó, hay lên nó núp lùm đó. Giang Nhật Hạ núp lùm. Rồi mời Chánh Tâm. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính chào thầy Kinh, còn con kính chào đạo trang. Dạ, theo con nghĩ ra tám sắc bất ly á, là giống như nãy có nói là đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, cảnh vật thực, màu sắc, mùi vị, vật thực. Thì theo biết á, nếu mà giải thích thì nó không thể, nó tám sắc bất ly nó phải tương ứng với nhau, những cái sắc nó phải cân, những cái cân tương ứng với nhau, giống như là nhãn 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 thức nó phải khởi sinh nương vào sắc, được gọi là nhãn môn, thì nó phải tương ứng với nhau. Những cái căn nó tương ứng cảnh cảnh nhạc
Tám sắc bất ly nó những cái gì mà giống như là cảnh sắc, cảnh khí, giống như là nó nương vào nhau, cảnh khí là nó nương về cái thần kinh, thiệt hay là cảnh vị nó nương vào cảnh thiệt, nó phải tương ưng với nhau thì nó những cái sắc này thì nó gọi là nó phải tương ưng với nhau mà nó không có tách rời thì nó gọi là con cũng như là trình như vậy, nó phải có sự danh nương vào sắc và nó phải tương ứng với nhau thì nó dựa vào trên sắc mà nó còn dựa vào trên trong cái tâm căn mà cái sắc mà nó nằm trong máu nơi trái tim á, thì vậy đó sắc nó nương vào cũng gọi là cũng như sắc y vật nó nương những cái sắc đó là nó phải có cái sự tương ưng với nhau thì là như vậy. Thì theo con biết, coi còn con suy nghĩ rồi còn nhớ không ta, sắc tâm sắc bất ly từ thì còn những cái trạng thái đó là nãy những gì nói thì nó thì giống như đất thì nước lửa gió thì nãy nó đã trình bày rồi, con cũng không cần nêu ra nữa. Thì những cái sắc đó là con đã nêu ra thì con chỉ giải thích được thôi, thì theo con hiểu biết. Dạ con xin, có thể có người những bổ túc thêm tốt hơn. Dạ con xin thúng bích ạ, con xin cảm ơn thầy. Xa lắm mà đi xa quá, đi này đi đi xa lắc xa lơ này. Rồi mời Giang Nhã nha. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con xin đảnh lễ quý sư kính chào. Dạ con cũng đang bận quá nhưng mà thầy nói con nấp lùm cho nên con cũng giơ tay lên phát biểu vài câu. Dạ cái tám cái sắc bất ly đó thì là nó cho dù mình chia trẻ nhỏ ra bao nhiêu thì nó giống như những cái phân tử gì đó, thì nó sẽ mang đầy đủ những cái đặc tính, trạng thái và cái điều kiện của cái sắc thần kinh mà nó đại diện. Thì mỗi cái sắc thần kinh thân hay là nhãn nhĩ tỷ thiệt gì đó thì nó đều có tám cái sắc bất ly đó và nó mang đầy đủ những cái đặc tính và trạng thái và cái điều kiện của cái nhóm đó. Sắc thần kinh thân thì nó có tám sắc bất ly của cái sắc thần kinh thân, thì con chỉ có bổ túc thêm chút xíu, có gì sai con nhờ thầy chỉnh sửa và bổ túc thêm ạ. Dạ con xin tri ân thầy. Sao hát đúng lầm ha, đúng lầm nhưng mà giải thích vậy chưa make sense nữa, không có make sense nữa, người khác nó nghe tao đó có đồng ý nữa. Giải thích sao make sense, tại sao tám sắc này nó bất ly nó không phân ly, lý do tại sao mình phải giải thích rõ ràng, nó giải thích rõ ràng. Còn ai lên nữa, muốn lên lần nữa không? Một người chót lên rồi tính người cuối cùng ai đây, mời qua Nhật Bình xa thử. Nam Mô Bụt Tha, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư công đức. Kính Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh hiểu được một chút, mà xin phân tích để thầy nói cho rõ ràng hơn, trong đạo tràng nghe học hiểu hơn, chứ để cứ như vậy hoài thì mất hết thời gian rồi. Bây giờ là 6:13 rồi. Mà Nhật Quỳnh mời kính mời thầy, thầy không có giải thích nên thầy kêu hoài nên Nhật Quỳnh đành phải lên. Dạ lên để mà nói cái ngu của mình chứ không phải nói cái hay của mình đâu. Dạ theo Nhật Quỳnh Nhật hiểu được á, tám sắc bất ly, tám sắc này nó không thể thiếu nhau được. Lý do, dạ đất là chất cứng mềm, nước là chất kết dính, gió là khoảng cách, lửa là nóng lạnh, sắc thì mà nó đương nhiên nó phải có cái màu sắc, rồi cảnh khí thì nó có cái khoảng khí có mùi cảnh vị, thì mình nếu mình nếm vào thì mình sẽ được nghe cái vị của nó, và có sắc vật thực thì nó mới cái tám sắc bất ly này nó phải có cái vật thực để nuôi.
thì Nhật Quỳnh hiểu được có bao nhiêu đó thôi. Dạ, vi kính mong thầy giảng giải cho rõ ràng hơn để đạo tràng được hiểu. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Xa thứ, xa thứ. Nói vòng 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 nha, coi Nhật Quỳnh giải gần rõ nhất đó nha quý vị. À, mình coi thường nha, xa thú nha. Coi Nhật Quỳnh nói vậy cho nó rõ nhất là xa thú nha, thấy chánh tâm giơ tay hả? Chánh tâm giơ tay muốn lên là gỡ điểm phải không? Rồi mời chánh tâm. Dạ thưa thầy, bây giờ con hiểu rồi. Thật ra nó phải có, vì coi nếu nó không có đó, nó vắng tắt ra đó, nó không có thì nó không còn phải là, nó không có sống, nó không có mạng sống, nó không có cái sự sống. Thì tám sắc bất ly, mà một trong những cái tám sắc bất ly nó, hay là những cái sắc mạng quyền hay là sắc thành tinh thân á, mà trong những cái sắc đó mà nó không có với nhau á, thì cái sự sống nó sẽ thành sắc chết vô tri, thì nó không có cái sự sống. Bắt buộc nó phải có đủ những yếu tố đó thì nó mới có sự sống. Dạ, con xin bổ túc thêm, và con xin cảm ơn thầy ạ. À, lâu xa lắm. Thấy chưa? Hôm nay mình làm như vậy đó, phải đưa vấn đề lên vậy thì quý vị mới động não, quý vị mới động não, quý vị mới hiểu bài được chứ không thôi. Thà học ít, mà chắc cứu không? Học đâu hiểu đó, chứ lướt lướt qua hỏi lại không ai biết gì trơn. Khổ. Rồi, giờ là tám sắc bất ly. Tức là tám sắc bất phân ly. Đúng chưa? Tức là tám sắc Phật pháp này không thể nào tách ra được hết. Là lý do thứ nhất, mình mới nắm được là tám sắc này là tám sắc không thể tách rời. Bởi vì tách rời nó không tồn tại được. Cho nên được gọi là tám sắc bất ly. Rồi bây giờ mình lấy bốn cái sắc đầu tiên là đất, nước, lửa, gió, là tứ đại. Tứ đại, giờ ghi đi cái cô thư ký ghi để cho người ta dễ nắm chút xíu này. Cô thư ký đã mất rồi, kêu trốn mất thì ghi cũng lâu nữa trời. Vậy ok, xa hơn. Tứ đại, đất, nước, lửa, gió. Bây giờ đất, cái trạng thái của đất là nó cứng và mềm đúng không? Nước là chảy ra, quến tụ lại. Lửa tức là thuộc về nhiệt, tức là nóng lạnh. Gió là sự chuyển động, là bốn cái bản thể của cái đất, nước, lửa, gió. Thì bây giờ một trong bốn cái này nếu mà không có, thí dụ như bây giờ không có nước, thì đất, lửa, gió nó có tồn tại được cái gì? Nếu mà không có nước thì những cái kia nó tan rã hết, nó không có được kết dính lại trở lại, cho nên nó phải có nước nó mới tồn tại được. À, cho nên chính vì như cái vấn đề này nó mới gọi là bất ly. Rồi bây giờ có đất mà có nước mà không có lửa thì những cái này nó tồn tại không? Giống như con người mình bây giờ mà không có chất lửa thì nó cũng tiêu tùng chứ sao nó tồn tại được. À, thì chính vì như vậy đất, nước, lửa, gió là bốn cái sắc bất khả phân ly. Và bốn sắc bất khả phân ly cũng như gió, nếu mà không có gió, tức là không có cái sự chuyển động đó, một cái vật chất mà nó không có bị, không có được chuyển động đó, nó bị kẹt thì nó không có chuyển động được thì làm sao tồn tại được. À, thì như vậy không có gió nó cũng tiêu tùng luôn, nó cũng không thành tựu được, nó không có thành một sắc pháp được, nhưng mà nó cũng tiêu luôn. Là ngay cả bốn cái này đất, nước, lửa, gió là phải có chung với nhau, nó hộ trì lẫn nhau, nó nâng đỡ lẫn nhau. À, cho nên mới có đầy đủ đất, nước, lửa, gió. Rồi trong cái bốn cái đất, nước, lửa, gió này nó phát sinh ra những cái sắc y đại sinh, tức là sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc vật thực, là bốn cái sắc. Là tiếp nữa là bốn sắc cộng với bốn sắc kia là bốn, là tám sắc bất ly. Thì một cái sắc pháp nào dù cho cực nhỏ đến đâu nó cũng phải có cái sắc của nó cũng phải có cái màu, cái sắc của nó. À, nó lạc màu, màu nhạt, màu đậm, màu này màu kia, nó đủ thứ loại màu đó. Trong dù bất kỳ cực nhỏ cái nào nó cũng phải có. À, không thể không có cái màu sắc được, cho nên đó là thuộc về cảnh sắc bất khả phân ly. Rồi tới cảnh khí, tức là cái mùi của cái vật chất đó. Dù nhỏ thế nào đi nữa, dù cho
xíu nó như một cái hạt nguyên tử, nó vẫn có cái mùi đó, nó vẫn có cái mùi của cái vật chất đó. À, thành ra nó không thể tách rời được. À, cho nên cảnh sắc có nè, cảnh khí có nè, rồi cảnh vị, tức là khi mà mình nếm vô cái những cái vật chất đó thì nó vẫn có cái vị của nó. À, bất kỳ vật chất nào nó cũng có cái vị riêng đó. À, không thể thiếu được. Và sắc vật thực tức là sắc nutrition đó, tức là nó là dưỡng tố để nó nuôi dưỡng những sắc pháp khác đó. Thì nếu không có cái sắc dưỡng tố này thì mấy kia nó không tồn tại được. Thành ra cho nên lý do tại sao gọi là tám sắc bất ly, bởi vì tám sắc này không thể tách rời, không thể phân ly được, nó mới tồn tại được. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu một cách rõ ràng chính xác nha. Thì mình giải thích rõ ràng vậy thì người nghe người ta mới chấp nhận được. À, rồi mình nói tùm lum tùm lum, ta đâu có chấp nhận được, ta đâu có hiểu được vấn đề này. Rồi giờ cái gì nắm được không? Nắm được tám sắc bất ly và những cái nguyên nhân tại sao nó gọi là tám sắc bất ly, nắm được chưa? Alo. Rồi ha. Ok. Qua ha, giờ qua tiếp sân số 2. Số 2. Cười. À, học hết trơn rồi, giờ hỏi tới cái quên trơn. Số 2, nhóm sắc tính 2 chấm. Nhóm sắc tính. Nhóm sắc tính. Rồi có gì đâu quý vị? Tám sắc bất ly. Có, tám sắc bất ly. Có rồi, cộng sắc mạng quyền có không? Có luôn, rồi sắc tính có không? Có luôn, rồi như vậy là mình có là tám sắc bất ly cộng sắc mạng quyền cộng sắc tính, như vậy là mình có là 10 sắc. À, một sắc tính là gì, mình nói vậy là mình hiểu ha, nam và nữ ha, mình có 10 sắc, tức là mình nói nam nữ là, tức là thực sự nó rất là nhỏ, y tế nó rất là nó ẩn tàng trong sắc pháp. À, tại vì một cái vật chất xíu đầu tiên khởi sanh thì chúng ta sẽ biết là khi mà nó lớn lên rồi mình mới biết là nam hay nữ, mà thực sự ngay cái sắc na đầu nó đã có ra. Thì như vậy nhóm sắc tính mình cũng có 10 sắc được ha. Rồi, nhóm số 3 là nhóm sắc ý vật. Nhóm ý vật. Tám sắc bất ly. Cộng sắc mạng quyền. Cộng sắc ý vật thì bằng 10 sắc. 8 sắc bất ly cộng sắc mạng quyền cộng sắc ý vật bằng 10 sắc. Rồi, như vậy tổng số của ba nhóm sắc nghiệp tục sinh cho chúng ta biết là mình có 10 nhóm sắc thần kinh thân, 10 cái sắc tính và 10 cái sắc ý vật. À, tức là bọn sắc thần kinh thân có 10, là bọn sắc tính có 10, bọn sắc ý vật có 10 nữa, thì tổng số là mình có là 30 phải không? À, tổng số có 30 nhóm sắc, nhóm sắc nghiệp tục sinh. Tổng số có 30 sắc nghiệp tục sinh ha. Ba nhóm sắc nghiệp là tổng số ba nhóm sắc nghiệp tục sinh có 30 sắc. Rồi, đúng rồi, xa thử. Rồi, như vậy là chúng ta đã học xong là thức chuyên cho sắc, là chúng ta có những cái sắc pháp đầu tiên khởi sanh, đó là như vậy ha. Là thức chuyên danh, rồi giờ thức chuyên cho sắc, tức là đây là nhóm sắc tục sinh, sắc nghiệp tục sinh. À, đó là cái bài học mà hôm nay mình học tới đây thôi. À, tới đây ta thấy muốn khùng ha. À, từ sau là mình học số 4 là mã là danh sắc duyên lục nhập. À, từ sau còn găng nữa, danh sắc duyên lục nhập.
chuẩn bị tinh thần tuần sau là lên lý luận tiếp nha, mời lên giảng quý vị lên giảng tiếp chắc chắc liên dục nhập tuần sau. Rồi, ok, hôm nay mình học tới đây thôi ha. Do phước quý báu mà chúng ta học vị pháp này, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sống cái đi về thành tựu chân trí đồng viên cả thể. Nam mô ta giá, nam mô tham ma giá, nam mô sắc ca giá. Rồi xin mời MC. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân thầy kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay và chậm rãi để cho học viên được hiểu bài hơn và để nhớ bài. Rất là tri ân thầy. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh